Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh V-Pocket Coloring. Hôm nay chúng mình vẽ gì ta? Nay mình sẽ vẽ một bức tranh về chủ đề 20 tháng 10 nha. Ok. Mình nghĩ ra ý tưởng là sẽ vẽ em trai mình đang tặng hoa cho mẹ mình á. Vậy nên đầu tiên là sẽ vẽ mẹ mình nè. Mẹ mình thì có thói quen hay buộc tóc đuôi ngựa cao. Mà mẹ mình cũng cao nữa. Bình thường mình chỉ đứng đến vai của mẹ mình thôi. Nhưng mà mẹ mình hay bảo thế nào mai sau mình sẽ cao hơn mẹ mình. Không biết có đúng không ta? Vẽ mẹ xong thì vẽ em trai mình nha. Yay! Em trai mình thì cầm một bông hoa và đang giơ tặng mẹ nè. Em mình thì cũng cao bằng mình luôn á. Nên mình sẽ vẽ cho em trai mình đứng đến vai mẹ mình nha. Ok. Vẽ thêm một hộp quà trong tay em mình nữa nè. Hộp quà này do mình và em mình góp tiền tiết kiệm để mua tặng mẹ mình đó. Giờ đi tô màu cho bức tranh thêm màu sắc hơn nha. Màu nâu tiếng Anh là brown, tô vô mái tóc của mẹ mình nè. Tiện thì mình chấm luôn cả một chút màu brown vô tóc của em trai mình nha. Ok. Màu be tiếng Anh là bay, chắc chắn phải tô vô làn da rồi. Màu đỏ red tô vô chiếc chuông buộc tóc, bên tai và miệng xinh của mẹ mình nha. Tô màu red cho cả bông hoa luôn. Chắc chắn đây là hoa hồng vì vậy mới có màu đỏ rực rỡ như này á. Chưa xong đâu, vẫn dùng màu red để tô vô chiếc nơ ở hộp quà và miệng cười dễ thương của em trai mình nha. Sử dụng màu cam đậm dark orange tô vô vào phần cổ áo của mẹ mình ha. Màu cam orange tô vô phần áo còn lại. Màu xanh dương đậm dark blue tô vô quần mẹ mình. Vẫn sử dụng màu dark blue để tô vô phần lưỡi chai mũ cũng như phần cổ áo của em mình nha. Ok. Màu xanh dương blue tô vô chiếc mũ nè. Em trai mình thích màu blue lắm luôn. Thế nên mình sẽ tô cả màu blue vô áo của em trai mình nữa. Màu vàng tiếng Anh là yellow tô vô nhị hoa vào hộp quà nha. Chấm chút yellow vô cả đôi giày của em trai mình nữa. Màu cuối cùng mình dùng là màu tím purple nha. Tô vô đôi giày cao gót của mẹ mình nè. Quần của em trai mình cũng dùng màu purple luôn ha. Ok. Nhớ nha, những phần cầm viền thì phải tô thật cẩn thận không để bị trơm vô đó. Xong rồi á, ôi đẹp quá đi thôi.
Mình phải khoe ngay bức tranh này cho cả mẹ lẫn em trai mình xem mới được à. Để không bỏ lỡ bất kỳ tập tô màu nào, các bạn nhớ ấn like video, chọn đăng ký kênh Vbox Kids Coloring và ấn chuông thông báo để đón chờ xem những tập mới nhất nha.